Dạ tất cả các bạn, ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cái tư thế, đó là tư thế lên bánh xe. Tuy nhiên thì sẽ không lên bánh xe như cách thông thường mà em chỉ cho tất cả các bạn, đó chính là chúng ta nằm xuống, co hai gối chân, đưa tay qua khỏi đầu và lên bánh xe. Mà chúng ta sẽ từ tư thế con lạc đà, tức là quỳ hai gối chân, đồng thời thì ngã sâu và lên bánh xe. Thì đây là một tư thế tương đối là khó, rất là khó trong yoga, đòi hỏi các bạn phải mở được cái phần lưng hông này, mở được khớp vai này, rồi thì phần cổ gáy chúng ta không có bị địa điểm, không bị thoát vị địa điểm ở lưng nhé. Những chị em nào mà bị thoát vị địa điểm ở lưng thì không nên tập bài tập này. Rồi thì ngày hôm nay thì Diễm sẽ bỏ qua cái phần khởi động, các bạn tự khởi động và làm ấm cơ thể mình trước. Có thể các bạn tập bài này sau khi các bạn đã tập bài tập cơ bản, rồi thì chúng ta tập bài này ok, an toàn. Và Diễm sẽ hướng dẫn một số các tư thế uốn mềm phần thắt lưng để chúng ta lên vận động tư thế, vận dụng tư thế này một cách dễ dàng hơn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu vào bài tập này nhé. Hai chân lúc nào mình sẽ quỳ lên thẳng. Rồi bạn quỳ lên thẳng và duỗi thẳng hai mũi chân ra cho Diễm ha. Rồi, hai tay mình sẽ đưa sang ngang, các bạn hít sâu vào bụng phình lên, nghiêng lưng qua phải này, thở ra. Khi mà chúng ta nghiêng lưng qua phải, cái hông và mông của bạn đừng có đẩy ra phía sau như thế này nhá, hông và mông chúng ta cứ giữ nguyên, đẩy về phía trước xíu càng tốt. Đấy, nghiêng lưng qua phải, thở, đưa hai tay dang ngang, hít sâu, nghiêng qua trái, thở ra, ta đẩy nè, ép qua bên trái, đưa tay dang ngang, hít vào, qua bên phải, thở ra, nhớ là phần mông của mình cũng luôn đẩy về phía trước ha, không có đẩy ra sau. Tay dang ngang, hít vào, nghiêng lưng sang bên trái nào, thở, tiếp tục hít vào lần ba, nghiêng qua phải, thở ra, tay dang ngang, hít vào, nghiêng lưng sang trái, thở. Lần 4, tay ngang hít vào, bên phải thở nào, tay dang ngang hít vào, bên trái thở ra. Một lần nữa cuối cùng hít vào, qua bên phải và mình giữ ngay đây. 1, 2, 3, 4 và 5, hít hai tay dang ngang, thở ra mình lùi bên và giữ đây. 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào hai tay dang ngang, đúng rồi, thở ra, chúng ta hạ tay xuống. Lúc này phần đầu gối chân của chúng ta điều chỉnh lại, hai đầu gối, hai phần đùi chân của mình này nó sẽ song song với nhau, khoảng cách sẽ rộng bằng hông. Hai tay chúng ta sẽ ôm ra sau phần hông của mình, sau phần hông của mình này, được chưa? Rồi chúng ta để hai cái khuỷu tay của mình ra phía sau luôn nhá, chúng ta không có để sang ngang như thế này, đẩy ra phía sau. Rồi mắt hướng nhìn về phía trước, bằng hít sâu vào, thở, chúng ta sẽ đẩy hông này từ phần đùi chân này, đẩy lên hông, mông đưa hết về phía trước. Đấy, rồi ngã ra phía sau thì các bạn sẽ không có bị đau lưng. Còn chúng ta đứng thẳng như thế này, chúng ta ngã lên như thế này, chắc chắn là các bạn bị đau lưng. Cho nên nào, đẩy về phía trước, ngã ra sau, thở. Rồi nâng lên, hít vào và kéo cằm xuống cho chị nha. Thở ra, bắt đầu đẩy này, ngửa ra, thở. Đúng rồi, nâng lên, hít vào và hạ cằm xuống. Đấy, thở này, đẩy hông mông về trước và ngã cổ ra sau. Tiếp tục lên, hít vào, thở ra, đẩy ngửa đầu ra sau. Và lần cuối cùng hít vào, thở ra, đẩy ngửa đầu ra sau và mình giữ ở đây 5 nhịp. 1, 2,
3, 4 và 5 hít vào. Rồi thở ra nhẹ nhàng, ta hạ tay xuống và chống tay gù lưng lên. Đấy, gù phần thắt lưng mình lên này. Đeo cặp kéo xuống, tay giữ ở đây. 1, 2, 3, 4 và 5. Nâng người dang hai tay sang ngang hít vào. Đây là động tác thứ 3. Tay bên phải của bạn lúc này chúng ta sẽ đưa qua phần bàn chân phía bên trái nhá. Nắm cái phần ngay phần chỗ gót chân, chúng ta đẩy mông mông về trước. Tay bên trái kéo ép sát vào bên tay. Mắt lúc này chúng ta sẽ nhìn qua bên phải, chúng ta không có ngửa đầu đâu, nhìn qua bên phải đi ạ. Rồi đưa hai tay dang ngang hít vào, thở ra mình đổi bên nào. Rồi tiếp tục hít vào, hai tay dang ngang, thở ra, ta đổi bên nào. Hít vào, hai tay dang ngang, thở ra qua bên trái. Lần 3 hít vào sang ngang, bên phải thở ra. Nhớ là tay nắm ngực chân nhé, tay phải thì sẽ nắm vào gót chân phía bên trái. Hai tay dang ngang hít vào, thở đổi bên nào. Tiếp tục lần nữa dang ngang hít vào, bên phải thở ra. Hai tay dang ngang hít vào, sang phía bên trái thở. Cuối cùng hít vào, tay lên sang ngang, thở ra qua phía bên phải và mình giữ nguyên. 1, 2, 3, 4 và 5. Hít đưa tay sang ngang, thở ra. Rồi giữ đây. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, hai tay dang ngang, thở ra, ta chống tay xuống nào. Rồi bắt đầu mình sẽ gù phần lưng của chúng ta lên, trả lại thắt lưng, thở hơi ra ngoài. Rồi hơi đẩy người về phía trước nha, hít thở đều, hít sâu, thở chậm hấp bụng, hít sâu, thở chậm hấp bụng vào. Rồi đây là ba tư thế mà chị muốn các bạn tập trước. Tập trước để làm gì? Kiểm tra các bạn này. Những bạn nào mà trong ba tư thế vừa rồi chúng ta chưa làm được nhá, thì chúng ta từ từ chúng ta tập cơ bản trước đi ạ. Rồi chúng ta hãy bắt đầu chúng ta làm bài tập này, chúng ta thực hiện bài tập này. Còn đối với những bạn nào ba tư thế vừa rồi các bạn làm ok chuẩn rồi thì bắt đầu chúng ta mới tập tiếp theo chưa nào. Rồi ở đây tư thế ngã sâu, từ tư thế con lạc đà ngã ra sâu thì Diễm sẽ thị phạm cho các bạn trước, thị phạm để các bạn hình dung ra được là như thế nào trước, sau đó Diễm sẽ hướng dẫn tất cả các bạn chúng ta thực hiện ha. Rồi hai chân của chúng ta này quỳ lên thẳng, vươn dài tay lên, hít sâu. Rồi thở ngửa người ra, thở sâu. Rồi bắt đầu rồi. Rồi, đẩy lên. Đẩy. Và từ đó chúng ta thu về kiểm tra chân. Và bắt đầu hạ xuống. Đấy. Thì để được đi được vào tư thế này thì mời các bạn chúng ta sẽ quỳ hai đầu gối chân của mình lên thẳng. Khoảng cách của hai đầu gối chân của mình lúc này sẽ song song với nhau và rộng bằng phần hông của mình. Để cho nào, dựng hai bàn chân của bạn lên, bàn chân của chúng ta để dựng lên, hắn có các ngón chân của bạn như thẳng. Đấy, như thế này, và đứng thẳng lưng lên. Rồi, bạn vươn hai tay bạn lên cao này, chúng ta hít vào, hít vào. Đấy, lúc này mình sẽ đẩy hông mông của bạn về phía trước, hông và mông đẩy về phía trước, đầu và tay của mình sẽ thấp và ngã ra sau.
Rồi, sau ngã ra ra sau và kéo đến khi nào mà chúng tay của mình sắp chạm được thảm thì chúng ta sẽ hạ xuống. Thế nào? Vươn lên này. Rồi, ngã sau. Lại hạ xuống. Và lúc này chúng ta sẽ bung hai đầu gối chăm lên. Lại bò hàng lại về trước xíu và chăm của mình ra sau. Bắt đầu đẩy lên tư thế bên xe. Đẩy kéo người về phía trước này, hơi nâng cổ lên xíu nha. Đẩy đẩy về phía trước. Giữ đây 3 2 và 1. Ở đây có hai cách xuống. Một là các bạn sẽ hạ mông của mình xuống và kéo đầu lên xíu để chúng ta hạ lên xuống. Thì ở đây nếu như các bạn mệt quá thì chúng ta có thể hạ tư thế bằng cái cách như thế này. Còn nếu như các bạn nào cái lưng của mình nó khỏe hơn một xíu nữa thì chúng ta trở về tư thế giống như chúng ta bắt đầu làm ấy. Đấy, đi sao thì mình về vậy. Còn nếu như mệt quá thì sẽ nghỉ ở tư thế này, được chưa nào? Và co hai gối chân này, các bạn lăn hông của các bạn sang hai bên, lăn hông của các bạn sang hai bên là ok, được chưa nào? Kéo hai cái đầu gối chân của các bạn này, chúng ta trả lại thế, lăn qua hai bên và cụp sang phía bên trái và bên phải nha. Rồi đối với những trường hợp các bạn lưng tốt này, khỏe này, thì bắt đầu chúng ta sẽ thoát thế bằng tư thế vừa rồi. Đấy, lên nha, đẩy về phía trước. Rồi chân của các bạn thu lại và nhấn gót lên, nhấn gót lên nè. Rồi tay của các bạn đi vào. Rồi lúc này chúng ta sẽ hạ gối xuống, đẩy tay lên, ngược lên, rồi nâng lên. Bắt đầu chúng ta sẽ hạ tay xuống và thu hai đầu gối ra sau. Bạn trả tư thế thì đẩy lưng gù lên và kéo cằm xuống. Rồi hốt bụng vào, hít thở đều ha, hít sâu và thở chậm ra. Tiếp tục hít vào, thở chậm ra. Rồi vươn hai tay lên cao và hít vào, thở ra, xoay eo qua bên phải của mình và hạ đầu xuống. Nâng vươn tay lên, hít vào. Tiếp tục ta đổi bên, thở ra, hạ xuống. Nâng vươn tay lên, hít vào. Xoay qua bên trái, thở ra, hạ đầu xuống. Và tiếp tục vươn lên, hít vào, thở ra, xoay qua bên trái và hạ đầu xuống. Một lần nữa, vươn tay lên, hít vào, thở ra, ta duỗi dài cơ thể về phía trước, đúng rồi, và hạ đầu xuống. Ta nằm thư giãn ở đây nhé. Đấy, thư giãn ở đây tầm 2 phút. Rồi, thì đó là cái bài tập mà để chúng ta từ tư thế con lạc đà chúng ta sẽ lên được cái tư thế bánh xe. Thì lưu ý ở đây các bạn, thứ nhất là khởi động, thứ hai là bước vào tư thế, thứ ba là chúng ta trả thế. Khi mà chúng ta trả thế thì chúng ta phải làm các cái động tác vừa rồi Diễm hướng dẫn các bạn. Nếu như các bạn không chịu trả thế, bất kỳ cái tư thế nào cũng vậy, khi đã uống cái phần thắt lưng rồi thì chúng ta phải trả lại cho nó, trả lại để cái cơ của mình khi nó được kéo giãn ra thì các bạn phải trả nó lùng lại. Đấy, thì các bạn mới không bị đau lưng. Chúng ta không tiếc gì mà 2-3 phút mà chúng ta không trả lại tư thế các bạn nhé. Rồi, bài tập đến đây là đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video khác của Diễm nhé. Bye bye.